Hello, Phan Phan xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bất lợi hoa lan. Thứ nhất, hoa mà mình đang quay đó là dòng của Tứ Kỳ. Tứ Kỳ có rất là nhiều màu sắc và là dòng của giới thiệu của các bạn. Màu sắc của nó rất là đẹp. Còn đây là mũ nữ lava các bạn. Loại này nó có hai màu, màu hồng và màu vàng. Đây là mũ nữ sugar ở bên ngoài các bạn. Mũ nữ sugar thì cái máy của nó rất là to luôn á. Còn đây là mũ nữ bằng tuyền. Còn đây là mũ nữ seri baby, nó rất là thơm, nhiều nắng và nó càng thơm dữ nữa. Còn đây là Enro Mini, nhưng mà cái hoa này cái lưỡi của nó rất là độc đáo. Đây cũng là một dòng Enro Mini nhưng mà hoa nó chớp đó các bạn. Đây là Enro nắng u rau quăng. À, đây là Enro nắng 4N. Loại này rất là dễ trồng, dễ hoa, hoa rất là lâu tàn các bạn. Hoa nó to lắm. Đây là dòng Enro nắng của tên là Tiến sĩ. À, còn đây là Enro nắng rồi bây giờ nó cũng trở thành hàng hiếm. Nó rất là thơm các bạn. Nắng càng to càng thơm. Màu sắc rất là độc đáo. Đỏ viền vàng. Đây là Enro nắng cánh trực tím. Đây là dòng xin xoắn. Bông này khi nở nó màu nâu các bạn. Từ từ sau đó nó sẽ chuyển dần sang màu tím. Đây là Bensuda, cánh vàng, lưỡi bông đỏ, rất là thơm, trong dòng Enro nắng nó rất là thơm. Còn đây là Enro nắng, lưỡi bò tím. Đây là Enro nắng, lưỡi bò hồng các bạn, dòng này là hiếm. Còn đây là dòng Enro nắng xưa, rồng đỏ, nó cũng rất là hiếm luôn và mắc. Còn đây là Enro chớp đồng tiền. Đây là những dòng Enro bình thường, khoảng 40 ngàn một chậu. Hoa này có hương thơm này các bạn. Hoa này bên ngoài rất là to luôn. Đây là hoa nó đỏ đó các bạn. Đây là một dòng nét mini hoa chùm. Đây là cát đại một lá. Đây là cây cát mini golden hair, nó rất là thơm. Cách đây vài năm thì nó rất là mắc. Bây giờ giá cả thì chỉ còn không có sưu tầm được. Đây là dòng hương tan hoa và trắng điểm vàng. Cách đây mấy con mình có giới thiệu với các bạn cây con 150.000 cây đó các bạn. Và nếu mà mình trồng lâu thì hoa nó nhiều và đẹp thì nó mini nhỏ nhưng mà nó rất là đẹp. Còn cái cây cát này nó có tên là Trà Vinh, nó xuất xứ từ Trà Vinh các bạn. Còn đây là dòng NC rất là thơm, 150.000 một cây con. Còn đây là dòng Barat Simini Ricket, hoa của nó có màu xanh lá cây lợn và đặc biệt là nó rất thơm về đêm, nó chỉ tỏa hương thơm về đêm thôi. Còn đây là cây Barat lợn hợp các bạn, chuyển từ đỏ sang cam sang vàng. Còn cây Barat lưỡi ống này thì cũng là một dòng bờ rác chiếm các bạn. Còn cây bờ rác này có tên là Intelosa, thì nửa nữa nó sẽ chuyển sang một màu trắng tuyền luôn. Còn đây là dòng địa lan xứ nóng, hoa nó có hương thơm. Còn giá hàng này thì cái giỏ này bên mình đang bán Zalo. Cây này có tên là hoa hồng đỏ các bạn. Đây là
Andrew là tiếng Việt. Và đây là phù đông bên rừng tinh thuần, nó có hương thơm các bạn, kích nước hoa nhẹ nhỏ thôi. Xin cảm ơn các bạn đã cùng góp hoa cùng với mình. Và số điện thoại bên mình là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng Vườn Lan ở phường 4, Tiến Tránh, thành phố Tân An. Chúc các bạn có một ngày thứ bảy làm việc tràn đầy năng lượng và thành công.